Bản tin tổng hợp sáng ngày 19 tháng 9 Tổng thống Zelensky nói Bây giờ có vẻ yên tĩnh Nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo Ukraine tuyên bố đánh chìm xà lan của Nga Trong khi Nga khẳng định hạ 180 lính Ukraine Tại Kharkiv Quân đội Ukraine tuyên bố đã thu giữ một xe tăng tinh nhuệ T-90M của Nga trị giá tới 5 triệu đô la. Ca sĩ Alla Pugacheva yêu cầu Bộ Tư pháp Nga đưa bà vào danh sách điệp viên nước ngoài Tổng cục tình báo Ukraine cho biết Vladimir Putin đã xác nhận tư cách của Nga là một quốc gia khủng bố Phần Lan cân nhắc tắt đèn đường ban đêm để tiết kiệm năng lượng Liên Hợp Quốc lên án việc đóng cửa trường dành cho nữ sinh ở Afghanistan Tổng thống Mỹ Biden ban bố tình trạng khẩn cấp ở Puerto Rico vì bão Fiona. Nhật Bản gồng minh đối phó với cuồng phong Namadon. Nhà cửa đổ sập sau trận động đất mạnh tại Đài Loan. Việt Nam cử bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự lễ tang Nữ hoàng Anh. Nguyễn tươi xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin tổng hợp sáng ngày 19 tháng 9 của DKN TV. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm Chủ nhật ngày 18 tháng 9 đã cho biết không có chuyện tạm lắng ở tiền tuyến đúng hơn, Ukraine đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong tiến trình giải phóng lãnh thổ của mình. Trong bài phát biểu qua video, ông Zelensky đã nói rằng có một số người nghĩ rằng sau một loạt chiến thắng sẽ có một khoảng thời gian tạm lắng. Nhưng đây không phải là thời gian tạm lắng. Chúng tôi đang chuẩn bị cho các hành động tiếp theo. Điều đó rất quan trọng đối với tất cả chúng tôi, bởi vì toàn bộ Ukraine phải được tự do. Trong ngày hôm qua, quân đội Nga đã tổ chức nhiều đợt tập kích bằng pháo binh và hỏa tiễn nhằm vào một số thành phố của Ukraine. Người đứng đầu chính quyền tỉnh Dnipropetrovsk ở miền trung của Ukraine, Valentin Reznichenko đã cho biết, pháo binh của Nga đã liên tục tập kích khu vực quận Nikopol của tỉnh này trong đêm 17 dạng sáng 18 tháng 9. Theo đó, hơn 30 hỏa tiễn từ các hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad đã đánh trúng nhiều mục tiêu tại Nikopol, trong đó có một nhà trẻ, nhiều cửa hàng và một tòa nhà hành chính địa phương. Cuộc tập kích của pháo binh Nga đã gây ra một đám cháy tại khu chợ địa phương, nhiều tài sản, trong đó có ô tô, đường ống khí đốt và cột điện cũng đã bị hư hại. Ông Resnichenko còn cho biết, lực lượng cứu hộ địa phương đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, ít nhất 3 người đã bị thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cũng vào hôm chủ nhật, quân đội Nga đã bắn hỏa tiễn vào một khách sạn tại thành phố Kramatorsk ở vùng Donetsk. Bên cạnh đó, tòa nhà của Viện Kinh tế và Xã hội Nhân văn Karamator cũng đã bị hỏa tiễn của Nga tấn công. Ngoài các vụ tấn công tại Karamator và Nikopol, quân đội Nga được cho là đã pháo kích vào thành phố Mykolaiv vào dạng sáng 18 tháng 9. Chính quyền địa phương của Ukraine cho biết, đạn pháo Nga đã đánh trúng một bệnh viện và một cơ sở sửa chữa ô tô tại thành phố này, gây ra nhiều hư hỏng nghiêm trọng. Tiếp tục những cập nhật từ chiến trường, Lực lượng vũ trang Ukraine hôm Chủ nhật đã tuyên bố họ đã đánh chìm một xà lan của Nga chở quân nhân và thiết bị. Thông báo trên mạng xã hội Facebook vào hôm 18 tháng 9, Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine đã cho biết lực lượng của Ukraine đã thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến đường vận tải, trung tâm hậu cần, cơ động và tái bố trí các căn cứ và điểm chỉ huy của kẻ thù. Chúng tôi cũng đã phá hủy một xà lan mà quân chiếm đóng đang sử dụng để vận chuyển vũ khí và thiết bị. Báo cáo còn cho biết, Nga đã mất 62 binh sĩ và 5 xe bọc thép. Nga vẫn chưa bình luận về thông tin nói trên. Về phía Moscow, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố quân đội của nước này đã đẩy lùi một cuộc phản công của lực lượng Ukraine tại Kherson, khiến nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã cho biết, theo hướng Nikolayev-Karivoyrok, đối phương đã thực hiện các nỗ lực phản công bất thành với ba nhóm chiến thuật thuộc các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 60 và 57, được yểm trợ bởi 6 xe tăng tại các khu vực Miroliubovka, Malaya, Sedeminukha và Belogokka ở vùng Kherson. Tất cả các cuộc tấn công đã bị các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nga đẩy lùi thành công. Nikolaev, Karivorok là cách Nga gọi địa danh Nikolaev và Kariviri của Ukraine. Theo ông Konashenkov, quân đội của Ukraine đã mất hơn 180 quân nhân, 2 xe tăng, 7 xe bọc thép, 3 khẩu pháo và 10 phương tiện. Ukraine cũng chưa bình luận về tuyên bố của quân đội Nga. Tiếp tục một báo cáo khác từ phía Ukraine Tại vùng Kharkiv, quân đội của Ukraine tuyên bố đã thu giữ một chiếc xe tăng tinh nhuệ T-90M của Nga trị giá tới 5 triệu đô la Mỹ. Điều này đã được cổng thông tin Militami thông báo, trang Central.net đưa tin. Các bức ảnh chụp chiếc xe tăng bị thu giữ được một lính tăng Ukraine công bố trên kênh Shoshan Redemption của mình. Cổng thông tin này viết, xe tăng T-90M ProRif rơi đến tay quân đội Ukraine mà không thấy có thiệt hại nhiều. Nhiều khả năng, chiếc xe tăng này đã bị quân đội Nga bỏ rơi trong một cuộc rút lui vội vã khỏi khu vực Kharkiv. Ngoài ra, chiếc xe tăng bị thu giữ được trang bị một bộ phương tiện để giảm tầm nhìn, được gọi là Nakitka hay áo choàng. Phương tiện giảm tầm nhìn Nakitka là một tập hợp các tấm che làm bằng vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến và các phần để che phương tiện chiến đấu. Trước đó, vào ngày 4 tháng 5, trong trận chiến ở gần Stary Santop, một chiếc xe tăng tinh nhuệ T-90M ProRip của Nga cũng chỉ giá tới 5 triệu đô la bị tiêu diệt. T90M ProRip được phát triển như một phần của AND ProRip 3 là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng T90 chủ lực của Nga. Đây là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng T72 của Liên Xô cũ. Những phương tiện chiến đấu này về cơ bản đã nhận được một tháp pháo mới và một động cơ mạnh hơn. Các xe tăng được trang bị một ống ngắm đa kênh mới, bảo đảm việc sử dụng vũ khí bất cứ lúc nào trong ngày. Ngoài ra, nó cũng được trang bị nhiều tính năng tiên tiến khác so với các phiên bản trước đó. Chuyển sang một diễn biến khác. Ca sĩ huyền thoại người Nga Ala Pugacheva đã đăng một bài trên mạng xã hội vào ngày 18 tháng 9, kêu gọi Bộ Tư pháp Nga đưa bà vào danh sách điệp viên nước ngoài. Như vậy, bà đã thể hiện một cách công khai về việc Nga xâm lược Ukraine và ủng hộ quan điểm của chồng mình là ông Maxim Gankin, một người phản đối chiến tranh. Tôi đoàn kết với chồng tôi, một người trung thực, tử tế và chân thành, một người yêu nước chân chính và liêm khiết của nước Nga, người mong muốn tổ quốc thịnh vượng, cuộc sống hòa bình, tự do ngôn luận." Bà Pugacheva nói trong lời kêu gọi gửi Bộ Tư pháp Nga. Vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, Bộ Tư pháp Nga đã đưa danh hài Maxim Gankin, chồng của ca sĩ Alla Pugacheva vào danh sách các cá nhân thực hiện chức năng của cái gọi là đặc vụ nước ngoài. Từ thông điệp trên trang web của cơ quan này đã cho thấy rằng, ông Gankin đang tham gia vào các hoạt động chính trị nhận tiền từ chính phủ Ukraine cho việc này. Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược quân sự vào Ukraine, ông Gankin đã lên án chiến tranh. Các người đang cầu nguyện cho hòa bình vào lễ phục sinh và đồng thời gửi hỏa tiễn hành trình tới các tòa nhà dân cư. Ông Gankin đã nói với các quan chức Nga sau khi pháo kích vào Odessa, Ngoài ra, ông Gankin còn nói rằng ông có kế hoạch tổ chức các buổi hòa nhạc ở Israel thu thập sự giúp đỡ cho những người tị nạn Ukraine. Bình luận về quan điểm của nghệ sĩ, hồi đầu tháng 9 này, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, đã nói rằng Gankin đã đưa ra những tuyên bố rất tệ. Ông ấy rõ ràng không đi cùng con đường với chúng tôi. Chuyển sang một báo cáo khác từ phía Ukraine. Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết, Vladimir Putin đã xác nhận tư cách của Nga là một quốc gia khủng bố. Andrei Yushov, đại diện của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, hôm 18 tháng 9 đã tuyên bố rằng, nhà độc tài Nga Vladimir Putin đã tái khẳng định tư cách của Nga là một quốc gia khủng bố khi nói rằng Nga đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Ông Yushov nhấn mạnh rằng, những tuyên bố của ông Putin là một khía cạnh quan trọng, bởi vì bộ phận cấu thành của một tổ chức khủng bố chính là phải chịu trách nhiệm về tội ác đã gây ra. Putin với tư cách là thủ lĩnh của một nhà nước khủng bố đã khẳng định vị thế của mình với toàn thế giới và nói rằng Nga đang tấn công có chủ đích vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, cơ sở hạ tầng năng lượng và cơ sở dân sự ở Ukraine. Ông Yushov nói. Ông Yushov còn nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của Nga vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy điện Kharkiv và các công trình thủy lực ở Kiriviri là khủng bố. Nga đang phá hủy cơ sở hạ tầng của Ukraine trước thềm mùa đông, làm hàng triệu người không có điện, hệ thống sưởi ấm và phương tiện giao thông phá hủy hoạt động của cơ sở hạ tầng của Ukraine. Trước đó vào hôm 16 tháng 9, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố sẽ có những cuộc tấn công hỏa tiễn mới nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Lãnh đạo Nga gọi những trận pháo kích vào các nhà máy điện và đập nước ở Kariviri là một lời cảnh báo. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý trên mặt trận năng lượng. Phần Lan cân nhắc tắt đèn đường ban đêm để tiết kiệm năng lượng. Thưa quý vị, theo trang tin châu Âu, cielectric.com, trong nỗ lực tiết kiệm năng lượng, các quận và thành phố tại Phần Lan đang lên kế hoạch tắt đèn đường vào ban đêm trong những tháng mùa đông lạnh giá và các chuỗi siêu thị lớn cũng đang xem xét các biện pháp để giảm hóa đơn tiền điện. Tắt đèn đường là một lựa chọn khó giữa chi phí năng lượng và an toàn đường bộ. Vào mùa đông, trời lại tối vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều. Theo bà VP Antila, giám đốc bộ phận quản lý cơ sở hạ tầng tại cơ quan hạ tầng giao thông Phần Lan. Đây cũng là giờ cao điểm tiêu thụ điện, do đó, một giải pháp tiềm năng chính là tắt tất cả các đèn đường khác. Khoảng 12.000 trong số 78.000 km đường của nước này được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng. Một biện pháp khác chính là sử dụng công nghệ cảm biến để theo dõi mật độ giao thông và sau đó điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp. Bà Antila nêu ra trong một cuộc phỏng vấn. Các chuỗi siêu thị lớn tại Phần Lan cũng đang tìm cách tiết kiệm năng lượng. Trong tuyên bố của mình, tập đoàn K Group đã cho biết sẽ giảm lượng tiêu thụ thậm chí lên đến 20%. Các tập đoàn khác như Lidl và S Group đã đưa ra thông báo tương tự. Trong thực tế, các biện pháp của họ có thể là tắt những biển quảng cáo và một số bóng đèn vì an toàn thực phẩm vẫn cần phải bảo đảm. Vào tuần trước, Phần Lan có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu điện trầm trọng do công việc bảo trì và các vấn đề trong các nhà máy hạt nhân. Hơn nữa, nước này hiện không có đủ năng lượng gió bởi vì thời tiết lặng gió. Tiếp tục với một diễn biến quốc tế đáng chú ý sau đây. Liên Hợp Quốc vào hôm Chủ nhật đã tiếp tục kêu gọi chính quyền Taliban ở Afghanistan nhanh chóng mở cửa trở lại các trường học dành cho các nữ sinh vị thành niên. Lên án việc các em bị cấm tới trường suốt một năm vừa qua là điều bi kịch, đáng xấu hổ và hoàn toàn có thể tránh được. Kể từ khi nắm quyền kiểm soát đất nước bị tàn phá bởi xung đột vào tháng 8 năm ngoái, nhóm Hồi giáo này đã yêu cầu các bé gái từ lớp 7 cho đến lớp 12 ở nhà. Và điều này chủ yếu ảnh hưởng đến các trẻ em gái từ 12 cho đến 18 tuổi. Ông Marcus Pochel, quyền trưởng phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, đã cho biết việc tiếp tục loại trừ nữ sinh khỏi trường trung học không có lý do đáng tin cậy nào và không có sự tương đồng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ông cũng nói thêm rằng nó gây tổn hại sâu sắc cho một thế hệ trẻ em gái và cho tương lai của chính đất nước Afghanistan. Năm ngoái, Taliban đã mở cửa trở lại các trường trung học cho nam sinh vào ngày 18 tháng 9, nhưng đã phớt lờ lời kêu gọi quốc tế cho phép học sinh nữ trở lại lớp học. Trong những ngày gần đây, các trẻ em gái cũng đã xuống đường ở một số thành phố của Afghanistan để phản đối lệnh cấm giáo dục đối với các em. Một năm mất đi kiến thức và cơ hội mà các em sẽ không bao giờ lấy lại được. Các bé gái phải tới trường, Taliban phải cho các em đi học. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres viết trên mạng xã hội Twitter Người phát ngôn của Taliban Jabihullah Mujahid đã nói với Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA rằng chính phủ của ông quyết tâm giải quyết vấn đề giáo dục của trẻ em gái trong khuôn khổ luật Sharia hay luật Hồi giáo. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác từ nước Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Chủ nhật đã thông qua tuyên bố khẩn cấp đối với Puerto Rico giữa lúc cơn bão nhiệt đới Fiona đang mạnh dần lên khi tiến về hòn đảo ở Caribe. Tuyên bố khẩn cấp cho phép cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA điều phối các nỗ lực cứu trợ thảm họa và cung cấp các biện pháp bảo vệ khẩn cấp. Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố, Trung tâm bão quốc gia hôm Chủ nhật đã thông tin bão Fiona đang mạnh dần lên. Vào trưa Chủ nhật, nó duy trì sức gió 85 dặm trên 1 giờ, tương đương với 140 km h và đang di chuyển về phía Tây Bắc với vận tốc 15 km h Trung tâm này cũng dự báo có những trận mưa xối xả cũng như lở đất xảy ra trên khắp Puerto Rico và cả Cộng hòa Dominica. Còn tại châu Á, cũng vào hôm chủ nhật, một cơn bão mạnh đã đổ bộ vào khu vực phía tây nam Kyushu của Nhật Bản, với cảnh báo của cơ quan thời tiết về những đợt gió và sóng chưa từng có, đồng thời kêu gọi cảnh giác ở mức cao nhất. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, bão Nan Madon tiếp tục di chuyển chậm về phía bắc qua Kyushu sau khi đổ bộ vào tỉnh Kagoshima và có thể di chuyển dọc theo đảo chính Honshu trong những ngày tới đây. Một số chuyến tàu và chuyến bay đã bị hủy bỏ. Mặc dù bão Nanmadon đã suy yếu một chút vào lúc 3 giờ sáng Chủ nhật theo giờ địa phương, nhưng nó vẫn gây ra gió giật tối đa khoảng 250 km/h. Tại Yakushima, tỉnh Kagoshima, tốc độ gió tối đa lên tới 183,24 km/h đã được ghi nhận vào sáng Chủ nhật. Thủ tướng Fumio Kishida đã kêu gọi người dân Nhật Bản ở những vùng nguy hiểm hãy nhanh chóng di tản khi ông tham dự cuộc họp với các bộ trưởng và quan chức cấp cao phụ trách ứng phó với cơn bão nguy hiểm này. Ông Kishida cũng ra lệnh cho các quan chức thực hiện tất cả các biện pháp có thể để bảo đảm an toàn và an ninh cho người dân với tinh thần khẩn cấp. Bão Nanmadon đang di chuyển với vận tốc 20 km h và dự kiến sẽ uốn cong về phía đông sau khi tấn công phía bắc Kyushu và đi qua quần đảo chính của Nhật Bản. Cơ quan Thời tiết Nhật Bản cho biết, Shikoku có thể hứng lượng mưa lên tới 500mm trong vòng 24 giờ đồng hồ đến tối thứ hai. Trong khi đó, tại Đài Loan, vào hôm Chủ nhật ngày 18 tháng 9, nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy sau trận động đất mạnh 6,8 độ Richter. Theo ghi nhận ban đầu, trận động đất khiến một tòa nhà ở quận Hoa Liên bị sập và có hai người bị mắc kẹt. Cơ quan đường sắt Đài Loan đã cho biết 6 toa tàu bị trật đường dây do những ảnh hưởng từ trận động đất ở khu vực ga Đông Lý, ở phía đông của Đài Loan, ba người cùng phương tiện đã bị rơi khỏi một cây cầu bị hư hại, đã được cứu và đưa đến bệnh viện. Bên cạnh đó, khoảng 68 người khác cũng bị mắc kẹt trên núi Chi Kê vì một tuyến đường bị chặn. May mắn thay, tất cả đều được di tản an toàn và không ghi nhận trường hợp nào bị thương. Nhiều ngôi nhà cùng các công trình công cộng đã bị hư hỏng nghiêm trọng bởi những rung lắc dữ dội. Trận động đất này cũng kích hoạt cảnh báo sóng thần tại vùng biển Đài Loan và Nhật Bản. Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ đã cho biết những vùng bờ biển của Đài Loan trong bán kính 300 km tính từ tâm chấn có thể chịu ảnh hưởng bởi sóng thần. Nhà chức trách đã huy động lực lượng để tìm kiếm các nạn nhân. Con số thống kê chi tiết về thiệt hại và thương vong mà trận động đất này gây ra hiện vẫn chưa được công bố. Chuyển sang một thông tin khác từ phía Việt Nam. Việt Nam cử Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tới London để dự quốc tang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Các nguồn thạo tin nói với hãng BBC News tiếng Việt. Truyền hình trực tiếp của BBC News đã cho thấy Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vào viếng nữ hoàng tại đại sảnh Westminster khoảng sau 15 giờ 30 phút chiều ngày 18 tháng 9. Đi cùng ông Sơn có đại sứ Việt Nam tại Anh Quốc Nguyễn Hoàng Long và phu nhân đại sứ. Cũng vào buổi sáng 18 tháng 9, một nguồn ngoại giao muốn ẩn danh từ Hà Nội đã xác nhận tin Bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn tới London để dự quốc tang Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị, trong khi một nguồn khác tại London thì cho biết ông Sơn sẽ tới thủ đô Anh quốc vào buổi sáng cùng ngày. Đến tối cùng ngày, truyền thông trong nước dẫn thông tin từ Bộ ngoại giao Việt Nam cho biết, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ sang Anh để dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị tổ chức vào ngày 19 tháng 9 tại London. Linh cữu của nữ hoàng được đặt tại cung điện Westminster ở thủ đô London kể từ hôm 14 tháng 9 để người dân vào viếng. Người dân trên khắp nước Anh và nhiều nơi trên thế giới đã đổ về London để tiễn biệt bà. Nhiều người thậm chí còn xếp hàng qua đêm. Lễ viếng sẽ kéo dài đến 6 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 trước khi tang lễ diễn ra. Khoảng 1.000 tình nguyện viên và cảnh sát được huy động và các trạm cấp cứu được thiết lập để hỗ trợ người dân đến viếng. Theo thông báo của Hoàng gia Anh, lễ tang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được tổ chức tại cung điện Westminster vào lúc 11 giờ ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương, tức 17 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Buổi lễ dự kiến kéo dài 1 giờ với sự tham dự của hơn 2.000 khách mời, trong đó có nhiều lãnh đạo và các quan chức nước ngoài. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà vào hôm ngày 8 tháng 9, hưởng thọ 96 tuổi, sau hơn 70 năm trị vì. Loạt sự kiện trong lễ quốc tang của nữ hoàng diễn ra trong 10 ngày, kết thúc bằng tang lễ. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày 19 tháng 9 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!